Đây nha, anh chị ấy nhìn này, đây là một cái trang web của công ty, rõ ràng như thế này. Đây là kết nối toàn cầu.vn và đây anh chị nhìn thấy Nguyễn Tuấn Anh đây. Em tham gia vào ngày 12, chính xác là ngày 11 tháng 12 năm 2023. Nhưng mà ngày 12 thì em mới bắt đầu mời các anh chị về với phía doanh nghiệp của em, cũng như là của công ty, cũng như là của các anh chị. Bởi vì sao em nói là phía doanh nghiệp của em? Bởi vì tất cả chúng ta đến ở đây, dù anh chị là ai thì anh chị cũng là chủ doanh nghiệp. Cho nên anh chị vẫn có quyền nói thoải mái rằng đây là doanh nghiệp của tôi. Bởi vì sao? Anh chị đang là cổ đông mà. Cổ đông thì đương nhiên là doanh nghiệp của chúng ta, có sai không ạ? Hoàn toàn nói không sai anh chị nhá. Còn nếu những chỗ khác mà anh chị nói là doanh nghiệp của tôi thì là sai. Còn ở đây, rõ ràng tôi đang được đồng chia hàng ngày, đồng chia như thế nào anh chị nhìn đây ạ. Rõ ràng là doanh nghiệp của tôi, đúng chưa? Cái khẳng định là chỉ có 1 triệu phí tham gia thôi, anh chị được đồng chia đây này, anh chị thấy đồng chia đây này. Và những cái khoản chi tiết đây theo anh chị nó có phải là hoa hồng thụ động không? Đây, thu nhập từ anh đâu ạ? Đây là thưởng thu nhập trên thu nhập, anh chị nhìn nhá, thu nhập trên thu nhập của ai? Của anh Đông Văn Thống này, thu nhập trên thu nhập của anh Trần Vương Anh này, thu nhập trên thu nhập của gì ạ? Anh Trần Vương Anh này, của Nguyễn Thị Cẩm Ly này, vân vân này, còn có cả anh Trần Văn Hưng này. Đó, em có chỉ có là anh Trần Văn Hưng là một này. Đó là những người về hợp tác với em đầu tiên. Đây, em bật lại cho anh chị xem. Em sẽ đọc 5 người cho anh chị thấy rằng là cái giá trị của chúng ta khi lựa chọn ở đây. Và cũng rất vui rằng là ngày hôm nay thì chính thức là đêm hôm qua thì anh Trần Vương Anh đã lên cấp bậc 5 sao bằng với em. Đó, em là tham gia ngày 11 thì gọi là bắt đầu ký đầu tiên. Ký nhưng mà chưa làm gì, ký để đấy và làm một cái video. Sau đó thì anh Trần Vương Anh đã có liên hệ, hai anh em liên hệ với nhau và chúng em đã quyết định tham gia. Đó. Thì anh Trần Vương Anh tham gia thì đến ngày hôm nay, thì hôm qua là sau người mời 18 ngày thì anh Trần Vương Anh cũng đã chính thức trở thành lãnh đạo 3 sao. Và ở công ty hiện tại là có 4 lãnh đạo 3 sao, gồm có anh Trần Vương Anh, chủ tịch hội đồng quản trị. Chủ tịch cũng có quyền làm hệ thống chứ, ai cũng quyền làm hệ thống mà, chúng ta cùng win win mà, đây là cái siêu thị mà. Chủ tịch là nhà sáng lập ra công ty, đương nhiên chủ tịch cũng phải tham gia vào hệ thống cộng đồng, đúng không? Tất cả đây chúng ta đều như vậy và một số công ty cũng đều như vậy. Ok, và có chị Hoàng Hường ở Lạng Sơn và có em là Thi Bu Jin. Em thì rất bình thường thôi anh chị ạ. Đây anh chị nhìn đi ạ. Đó, và cho anh chị xem cái mức thu nhập nhá, đây này. Đó, để có đáng hấp dẫn thì các anh chị vào đây không? Chỉ có 1 triệu đồng bỏ ra thôi nhá, 1 triệu đồng bỏ ra thôi. Anh chị không cần giỏi, anh chị cần tìm được một người như anh Vương Anh thôi, chỉ một người như Vương Anh thôi. Là anh Vương Anh lên 5 sao thì anh chị cũng lên 5 sao, anh chị còn lên trước anh Vương Anh cơ. Hay lắm, ở đây hay cực kỳ luôn, không có cần phải sơ đồ, không cần phải gì cả. Thì chúng ta hưởng thu nhập trên thu nhập này, anh chị nhỉ, thu nhập trên thu nhập. Thu nhập từ sản phẩm, thu nhập tí từ người tham gia, hay vô cùng luôn, hay vô cùng như thế nào thì anh chị phải tham gia vào. Còn anh chị hỏi thì cứ hỏi, chẳng có liên quan gì đến bất kỳ ai cả, anh chị tham gia hay không thiên gia cũng thế mà thôi. Đây chị nhìn từ sáng giờ này, em đã có 5 trang thu nhập này, xem có được 7 trang thu nhập hay không. Nhìn đây, 7 trang thu nhập rồi anh chị nhỉ. Đấy, cứ 11.000, 3.000, 600 bao nhiêu nghìn này. Và cái trang thu nhập này của em ngày hôm nay hình như nó có khoảng hơn 5 triệu rồi đấy ạ. Vâng. Còn chưa tính đấy ạ, chưa tính một cái khoản vào đây, anh chị nhìn này. Đây. Đó, thành công thưởng đồng chia thẻ, được chưa? Ví hoa hồng 1.866.000 lãnh đạo 3 sao. Đó. Những lãnh đạo 3 sao là được 1.866.000 ngày hôm nay. Tiền thu nhập gì ạ? Thụ động, tiền thu nhập gì ạ? Gọi là 1 triệu đồng bỏ ra. Và cái tiền thu nhập này nó cứ nảy hàng sáng, hàng tháng, hàng sáng ngày một anh chị ạ. Nó cứ teng teng đấy ạ. Và đây là theo anh chị là mua được bao nhiêu gói bim bim ạ? Ví dụ như ngày hôm nay 1866 667.000 thì theo anh chị là mua được bao nhiêu cái bim bim, bao nhiêu gói bim bim anh? Đó. Và anh chị 4 sao thì hôm nay được 860.000. Vâng, em có thể